Câu lưỡi nhỏ hay lưỡi lớn? Không biết nữa. Lưỡi nhỏ không có rồi. Hai anh chào tất cả mọi người. Clip này hai đứa rảnh rỗi, giờ hai đứa đi câu rồi mọi người. Cái này câu giải trí. Cái bãi câu cá đây. Này thử thách câu này có cá không? Thử thách xem đứa nào câu dính cá nè. Chưa câu mà là có mồi thẳng đây nè. Nguyên con gà. Trái cây. Nước. Cần câu. Này có được bãi đáp im quá. Hai đứa đi câu cá trê với cá rô. Thì mình mua lưỡi nhỏ nè. Câu thử dính không? Lâu quá hai đứa không có đi câu. Có đi câu đâu lâu. Anh. Em kìa. Lâu quá anh không đi câu thì có. Làm gì mà lâu quá vậy? Thải vậy nè. Thử coi nó dài bao nhiêu. Sao bụng bự quá vậy? Nay mình câu mồi dế mọi người. Miếng bịch dế. Đây nè. 10.000. Rồi nắng qua nãy giờ nó muốn thấy bà rồi thôi. Nè nguyên con dế nè. Thì ghê quá. Đầu mới đầu tư thêm cây câu ba xị. 2 cây. Ủa gì chứ dắt em đi theo không có cần em ngồi làm gì. Làm gì vậy? Buộc ăn buộc. Buộc chắc chắc thôi. Bộ lưỡi nãy như ba bộ lưỡi 35.000. Mắc quá không ta? Thì ra là em biết chứ chỗ bán còn cần câu nãy á, bán cây nhấp lại làm cái gì vậy đó. Cây nhấp hả? Cây nhấp á. Cây kéo nhấp á, của mấy ông bà hôm mai rồi đó. Chắc cắt mấy cái cọng dư này nè. Cái gì là tôm đi câu quá. Thôi giờ về cây này rồi, mình móc cây này trước đi. Đó con chị nè. Chị nhỏ nè. Dế đầu bạn có cua dế này thì mình câu cá rô với cá trê, còn cá tra rồi câu một khác. Anh nghĩ đây có cá không anh? Có chứ, người ta câu quá trời. Nãy chạy từ ngoài lộ vô lúc trong kia luôn, vô cuối cái đường này luôn á, còn người ta câu quá trời. Ác độc. Nhỏ gì nó móc nhỏ. Dã man quá. Dạ cứu tươi trời ơi. Hồi nó nhảy hết sao? Rồi cái miếng này nó ngồi mà nó chợt dã man luôn á. Ui dài gì? Ui dài tới trời luôn. Chắc có người câu trước á. Một cân. Ai của em? Của em từ từ nè. Để giật giòn cái phao á. Trời ơi, rủ mấy con cận đi câu sao thấy cái phao trời. Phải thấy, đờ phải nè.
Một hồi em coi anh để cái phao giùm em nha. Nghe mình làm cái phao gì bự bự được không? Nè, yeah, mình có bạn ở đây nữa nè. Chỗ chiếc xe đấy. Trời ơi, đi bít nít chứ đi câu cá gì trời. Mình ở đây tới chiều anh. Chiều luôn. Sao nói chuyện nhúng nhích vậy? Bị sao? Ủa mình câu là mình phải cầm hoài luôn hả? Để xuống. Nó để ăn vậy đó. À, kiếm cho em cái cây vậy nha. Hả? Cây gì ngắn ngủn xíu xíu vậy? Hay ở đằng đây cũng nhúng nhích kìa. Hả? Thì cái chỗ cái phao hình như có cái gì á. Chỗ để gì xấu quắc vậy trời. Mới thấy nhịp. Này cũng phần đó. Giờ tới phần này. Đó. Giờ cứ mình ngồi mình đứt. Ôi trời, chờ chờ sao lắng dữ luôn đi. Tắm rồi. Đây. Phần này mới hấp dẫn nè mọi người. Chưa thấy chưa? Dính cá mà thấy là dính rồi đó. Phải chưa? Khoan để em xíu. Mới qua coi. Nguyên con gà. Gà thì mua hết 170 mọi người. Combo này là 170 nè. Có... Chưa ăn mà xé ra luôn hả? À, ăn luôn chưa? Chưa. Chưa hả? Chút đi là... Có cơm lam nè. Bánh mì nè. Bánh bao. À, bánh bao. Là combo này là 170 ngàn. Có nước sốt, rau rồi đầy đủ. Đó. Được rồi, chút xíu mình ăn thì để chôm chôm. Bỏ ghét đúng nơi quy định nha. Bóng túi à. Nước giờ ăn lớn rồi hả? Bỏ okay. Vậy đi, chút xíu rồi dính cá mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Đó. Đi câu cá mà cái miệng ngon quá. Im coi. Rồi, ok. Rồi, ổng câu dính bụi lục bình nè mọi người ơi.
dính mua được bình luôn. Đồ nguyên bụi lớn như vậy. Cá bự như vậy. Chương trình biểu xấu bắt đầu. Ủa anh đem bùi lục bình lên để chơi nhà trời á? Đúng rồi đó, đem bùi lục bình vô cho em chơi nhà trời luôn đi. Bởi vì nãy giờ nó có nghĩa đâu. Dính nguyên cái lá luôn kìa. Hên quá. Hên là không mắc ạ. À. Thiệt hết mồi. Gì đó mà ngồi đợi nãy giờ. Con này nó rỉa ghê. Con cứ cứng gì mà rỉa được hết ha. Trời ơi, nó rảnh giờ nó lên kìa. Quá dã man. Sau khi ngồi câu chờ nãy giờ chưa có con nào mọi người. Thành quả. Dễ hạnh phúc. Cần mới mua luôn. Mới bỏ mồi xuống dở lên cái dính vô cánh cây mọi người, kéo vô cái rồi xong em đó mọi người, thế là gãy cái đầu. Mới đưa sang tay em đã quất cái gầm rồi đó mọi người, em câu dính đầu cây luôn. Giờ chưa mình câu chưa có cá thì mình quất con gà trước. Mới gọi là có thịt có vịt của đảo mọi người, có thịt mới ngồi được lâu. Mở hết đi luôn đi. Đi chứ. Rồi anh quăng cái đó qua một bên đi cho nó đẹp. Gà là cha. Gà này nguyên combo của nó là 170 mọi người. Gà, cơm lam, bánh bao. Giờ mình dứt nha. Mấy ngày. Đói, giờ đói, giờ trưa rồi. Sáng giờ chưa ăn cơm luôn. Nước mắm ớt, ớt chanh cho miếng là phải cả. Để em lấy cho. Rồi con cá thể loại mới này nó không dịnh đó. Đó. Dứt. Dứt cái nào trước đây. Ui cái đằng trước đi. Mời mọi người nha. Chấm phát. Gà này ngon không? Được á. Ngon á. Không ngon gì hết. Ngon. Không ngon. Đây anh cặp cho. Không ngon gì hết. Ăn đây. Nó ngỡ à. Cái đùi đâu? Đùi hả? Nó mời mọi người ăn gà nha. Đó. Chấm. Hả? Ngon ha? Cũng ngon ha? Ngon. Bánh bao nè. Dứt cái bánh bao à. Nó hơi thè thè cay cay vậy ngon. Ăn đỡ nhé. Mềm á. Đau quá. Nó cá hồi nãy giờ nó rỉa mồi không? Nãy giờ rỉa hết mấy cục mồi của mình á. Giống nó mình á. Bánh bao là cũng ngon nè.
nặng quá. Đó. Sáng chưa ăn gì ăn ngon vậy sao? Lâu lắm mình mới đi câu lại. Hồi lúc trước á, hồi khoảng năm mấy, hồi 2 năm mấy trước á, đi câu thường lắm. Nếu mấy cái clip cũ mình có, mình có quay á, nếu mà mọi người mà ai xem cơm này lâu á thì chắc sẽ ít. Lúc đó mình đi câu dính được cá trê nhiều. Lúc đó là có cần máy. Mình đi câu ở sông khác. Chứ không phải chỗ này mình câu chỗ mới. Mấy ở dưới quê á. À, có cần tay có 4-5 cần. Mà cần nhỏ nhỏ à. Có đựng cần hay cần lớn cái này à. Với đựng cần máy. Ăn cơm. Cơm lam nè. Ui thử miếng cơm lam nè. Cho anh miếng thử ăn. Cơm lam nè mọi người, bắt đầu ăn thử cơm lam này. Nó dẻo mềm sôi. Sôi cơm lam, cơm lam nha ha. Sao cho ống chè, tại biết sao kiểu cơm lam không có gì đâu, nó dẻo quá. Giống như sôi hơn vậy mà nó để cơm lam. Lúc mình mua người ta bị hiệu là để là cơm lam là 15.000 một ống đó mọi người, ống cơm đó. Như 4 cái bao này nó. Bánh bao này 4 cái như 10 ngàn hay sao. Chấm. Chứ bữa nào review cơm lam thử. Em thấy mấy lần anh chưa ăn. Anh chưa ăn. Bữa nào mua và ăn thử một bữa không? Cơm mấy cái hồi giảm thật đó, khó. Ở trên Facebook cũng thấy cũng có bán không á. Bán nguyên combo. Như có con gà, gà nướng với cơm lam mà. Hay là nguyên set cơm lam với miếng đồ ăn. Cái gì đó. Mà cơm lam như tôi 4 loại. Nó có nhiều màu á. Cái gì nó cũng làm bằng này. Nghi vậy thôi chứ không biết. Về nha. Sôi nó sôi nha. Bánh bao ngon nè. Ha. Bánh bao này thì ngon. Ăn đi. Tao ăn rồi tao có nuốt rồi sợ. Dứt liền, chứ hưởng liền. Trời, ấm nhôm nhách luôn. Mới đẻ xong rồi, ấm nhôm nhách. Hả? Sáng nay em lấy cái cây thêm mà quên tiêu. Nhâm nhộng. Cái nào cái này nó làm vừa ăn nha. Nó chấm nó cũng vừa. Làm cay ngon nè. Mà chỗ nó bán hay bán đồng quá ha. Mà cái chỗ này mới mà. Mới mở thì nó cũng tháng mấy 2 tháng ha. Hồi nãy bà mua kế anh Nam, bà mua 3 con luôn. 3 con mà sao thấy có 2 hộp vậy? 2 hộp hả? Anh thấy 2 hộp. Anh thấy 3 hộp thôi. Này còn quýt với chôm chôm.
Trời ơi, bọc xíu 50 ngàn. Trời, trời cái này bán mắc quá. 40 quýt. Một chút xíu chùm chùm vậy. Nó ra 1 ngàn giật mình luôn. Lucky nè, lại đây có xương, ừ, ngon lành. Ở trong này kem. Nó kem không? Không. Có kem. Chó. Nãy giờ cá chưa rỉa nữa vậy. Không nhiều vỉ ra, nó rỉa bụng kìa. Ừ. Chắc nãy lấy lúc mà nhấp cái nhấp hả? Hả? Kéo hả? Rồi kìa. Rỉa. Nãy có con bự lắm luôn á. Ừ, nãy quậy quá trời. Rỉa răng rỉa. Trời ơi, cách đây chút xíu luôn. Trời ơi, quay trễ quá nó lòi giật lên cái. Đó. Ok. Hay cả cầm tao đi lấy cái đầu đựng. À quên, cái đầu đựng bỏ trong chiếc xe rồi. Ơi ơi. Hàng đây kiếm mình kiếm đầu đựng cái. Câu sớm giờ mọi người chứ đừng có con cái nhỏ xíu mọi người. Rồi cũng chiều rồi mình đi về. Giờ không cần. Đem cho mọi người coi cái này. Đừng có lưu lại coi chừng đạp. Đâu rồi, em phải phóng xanh rồi. Anh đạp chết hết rồi. Em ơi nè. Trời ơi, mày không đi đi một hồi mấy đứa kia lại nó bắt nó chạy. Anh đạp, ý, nó bu nhện kìa. Anh đi chừng anh đạp. Dám bu nhện luôn hả? Ừ, đem đồ nó. Đâu sớm giờ cá với đường con bằng chân cái chỗ này, chỗ này phải có cần máy mọi người câu mới có cá trê đồ bự hoặc cá tra đồ á, quăng ra phía ngoài giữa sông á mới có, chứ ở đông này ít quá. Mày phóng xanh cái con cá kia luôn đi. Chết được con mới lớn nha. Một buổi trời chết được bị lớn này, nhưng mà mình phóng xanh nó luôn. Mọi người soi kỹ kỹ thấy con cá nha. Cá bự quá. Cho nó về với vậy xong đi. Cá này khôn quá, con nó ngu quá. Nó bự không dính, dính ra nhỏ xíu. Đấy, giờ mình chuẩn bị mình về. Người xem video thấy vui cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình cái tinh thần làm những clip khác vui vui nha mọi người. Rồi mình kết thúc đây, mình về. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye. Bye bye. Chào mọi người, clip sau. Bye bye. Cái con chó xin ăn nữa, giờ thấy nhìn lại nữa nè. Bye bye cái coi.